Hiện tại với diện tích khiêm tốn chỉ 25m2, nhưng vườn ươm của chị Hằng mỗi tháng đã cho xuất xưởng hàng trăm ngàn cây giống cấy mô ra thị trường. Vốn đam mê nông nghiệp trồng trọt từ nhỏ, cộng với kiến thức đã học là chuyên ngành công nghệ sinh học, đã có kinh nghiệm làm việc tại một phòng nuôi cấy mô cây lâm nghiệp ở Đồng Nai. Chị Hằng quyết định khởi nghiệp với cơ sở sản xuất cây giống cấy mô, cung cấp các giống cây trồng chất lượng cao. Trong quá trình mình học thì mình thấy là mình làm cây giống cây mô nó có những cái ưu điểm, ví dụ như là mình nhân được số lượng lớn sạch bệnh, mà mình lại phục tráng được lại những cái tính trạng tốt của cây trồng, cho nên là thấy nó rất là hay ho. Một phần là cái quê hương mình là cái quê hương nông nghiệp, cho nên nó là mình phát triển, mình về mình làm nông nghiệp để dần dần phát triển ở trên quê hương. Ban đầu chị Hằng chọn cây chuối để làm cây giống cấy mô vì đây là loại cây rất quen thuộc với người dân miền Tây. Một phần cũng vì diện tích trồng chuối ở quê chị cũng khá lớn, từ 3.000 đến 8.000 hecta. Tuy nhiên, trước đó hoàn toàn trồng theo phương pháp truyền thống, tách giống từ cây mẹ. Phương pháp trồng truyền thống này khiến cây sẽ không đồng đều về số lượng, dễ nhiễm bệnh vàng lá và thối củ, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất. Chị Hằng đã đến nhiều nơi tìm cây giống đạt chất lượng để lấy nguồn mô sạch. Đối với cây chuối, chị đào củ rồi đem về Đồng Tháp khử trùng bằng dung dịch rồi mới đưa vào phòng thí nghiệm nhân giống. Trong quá trình nhân giống ngoài tự nhiên thì nó sẽ dẫn ra hiện tượng là nó có thể là thoái hóa giống. Thì những cái đặc tính tốt đẹp ban đầu không còn nữa. Cái nuôi cái mô này á, mình đem vô để mình phục tráng lại những cái đặc tính đó. Sau đó là mình lại đưa ra ngoài môi trường và nó có những cái đặc tính tốt. Thì mình trồng qua ngoài môi trường tự nhiên, cây nó sẽ phát triển tốt, hoặc là nó có thể sẽ kháng bệnh tốt hơn, hoặc là nó sẽ cho năng suất tốt hơn. Thì tùy từng loại cây và tùy từng mục đích sử dụng mà mình sẽ tập trung vô cái đặc điểm đó để mình đẩy mạnh, mình phát triển. Sau đó, chị Hằng tập trung nghiên cứu nhân giống cấy mô các loại cây nông nghiệp như chuối sim, chuối già, chuối sáp, dứa, khoai môn, gừng. Đây là các loại cây phục vụ cho nhu cầu sản xuất rất lớn ở địa phương. Hiện tại là em đang tập trung phát triển nông nghiệp tại vì đất nước mình là đất nước nông nghiệp, mà mình dần dần là đã có những cái vùng canh tác chuyên canh nhất định, và các đối tác nước ngoài họ cũng bắt đầu họ đầu tư nhà máy sản xuất chế biến. Thì trong tương lai em hy vọng là cái ngành cây giống này sẽ phục vụ cho cái ngành sản xuất nông nghiệp, chế biến sản xuất sau đó để mình xuất khẩu được những cái nông sản có giá trị. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị Hằng đang từng bước thực hiện hóa ý tưởng của mình, tạo ra nguồn giống chất lượng, đảm bảo hiệu quả lâu dài, bền vững, góp phần đưa nông nghiệp công nghệ cao của quê hương lên vị trí chủ lực.